Ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thơ ngây mơ mộng nhất trên đời. Tôi nàng vừa tròn đôi tám, còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia đình cùng chung một lòng. Nàng yêu hoa tím tôi chuồng hồng, nàng thơ duy tư tôi thì rất yêu đương. Tánh tình mọi người mỗi khác, gần nhau thường hay xung khắc, nên suốt ngày chẳng thích được nhau. Nhưng khi được tin có người hồi nam, lòng tôi bỗng buồn thật buồn, từng nhịp đập tim vỡ tan. Còn em than trách hóa công chuốc giảm rêu sầu cho người thương. Đầy đôi ngã xa biệt, nhìn chung em đi sao vẫn nhớ nhau. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, rơi rớt lại hình bóng người. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, rơi rớt lại hình bóng người yêu. Rồi, ok, thì em vừa test cho anh em mình nghe xong một đoạn nhạc nha. Đó, thì em mới vừa test cái cặp loa, dạng một cặp loa bóc xèo đó anh em ạ. À, anh em mình có thể sử dụng cái cặp này để mà anh em mình làm loa lời ha, hoặc là anh em mình có thể đấu vào mấy con âm đi cỏ, hoặc là những cái đầu ô tô á, anh em mình nghe nhạc như em vừa test ha. Đó, thì em mới vừa sưu tầm được, mới vừa khui nha anh em, mới vừa khui được cặp này cực kỳ đẹp luôn. Đó, màng của nó dạng như là một cái màng dạng màng carbon vậy đó anh em ạ. À, đó ha, nó phủ một cái lớp bóng và gân là gân cao su. Đó, nón là một cái nón cũng dạng cao su luôn nha anh em. Cái nón này nó anh em mình ấn vào á thì nó móp ha, nhưng mà anh em mình buông ra thì nó đàn hồi lại ngay. À, đó, cái nón này rất là dễ thương luôn. Đó ha, đây nó giống mấy cái lò trước em bán á, em có giới thiệu sơ cho anh em mình nữa ha. Và trên này là một con lò chép đơm lụa nha. Đó, nói chung là bộ phận mũi này anh em mình khỏi sơ móp luôn ha, nó đấy đàn hồi rất là dễ thương. Đó, một con lo chép đơm nha, một con lo chép đơm lụa hình chữ nhật phía trên nha anh em. Nó và nó một cái viền màu đen, nó tạo cái điểm nhấn nhìn rất là đẹp. Đó, và có mấy cái chốt đó ha, 8 cái chốt này là để gắn cái dây căng nha anh em. Đó, gắn dây căng. Và cái xương lo được sơn cái màu bạc rất là đẹp nha. Và cái lo này là nó tầm cỡ chắc cỡ 14 đó anh em. Đó ha, thì cái thước thùng đó là nó chiều ngang là 16 nha, chiều ngang là 16. Còn chiều sâu ha, chiều sâu chưa tính dây căng là 16 đó ha. Đấy, chưa còn tính dây căng là tầm thêm cỡ chừng phân nữa nha anh em. Đó, dây căng đây ha. Dây căng thì bên ngoài nó mỏng nha, nhưng mà vô giữa thì nó dày ha. Đó, vô giữa dày có phân. Rồi, còn chiều cao ha. Còn chiều cao là nó 28 nha. Đó, chiều cao là 28 cm. Đây, này để em quay lại cái mặt lo cho anh em mình xem ha. Hiện trước chỗ này nó có hơi bị xước, bị vỡ nè. Đó, nó bị tróc lớp sơn ở ngoài anh em, nó tróc mỏng lớp sơn chỗ này nha. Về anh em mình có thể dặm lại ha, hàng về thì nó có vậy rồi thì em quay luôn. Đó, và đây là bộ phận e căng cái em nói nha anh em. Đó, một miếng, hai miếng ha. Đó, không lủng không rách nha anh em. Đây, vào bên trong e căng ha, thì đây nó có mấy con chốt gài nè anh em. Đó, mấy con chốt nè ha, đây mấy chốt còn nguyên hết ha. Thì mấy chốt này anh em mình cài vô đây nha, bốn góc ha, bốn góc. Rồi, ok ha. Đó, để em quay lại cho anh em mình xem cái màu của nó cũng rất là đẹp đây. Và đây chính là cái mặt sau nha anh em, mặt sau ha. Thì mặt sau thì em nó có hai cái móc để anh em mình có thể treo tường, hoặc là anh em mình có thể để trên nóc thùng lo gì cũng được ha. Đó, đây nó có bị bong tí cái gì chấm miếng keo ha. Đó,
Hai cái móc này anh em mình có thể treo lên tường, và đây là trạm lo nha. Nó cặp này nói chung là về thì hình thức đẹp ha, lo thì đẹp, chất âm thì em vừa test cho anh em mình nghe rồi. Nói chung là chất âm thì rất là tuyệt vời luôn đó. Nhưng mà mỗi tội về thì nó bị không biết cái hiệu gì nha anh em, không biết hiệu ha. Và ốc của em nó, vặn lo ha, nó đây em quay cận cho anh em mình xem. Ốc vặn lo là sử dụng là ốc bông nha, sử dụng là ốc bông đó, anh em mình phải có ốc bông mới mở được nha, nó không sử dụng ốc dẹp hoặc là ốc ba ke ha, nó sử dụng là ốc bông nha, anh em mình lưu ý ha. Đó, để em quay cận cảnh cái lo cho anh em mình xem. Thì cái đôi này giá thì nó sẽ rất là hợp lý luôn, giá rất là rẻ cho anh em mình sưu tầm luôn. Anh em nào mà không có cần về cái tem mát hoặc là thương hiệu ha, nói chung là không biết hiệu gì, nó giá rất là rẻ cho anh em mình sưu tầm nha. Và cho cam thì rất là hay đó. Nếu mà cái cặp này mà nó là tem JBL đồ ha, đó, tem JBL đồ giá cũng tầm có 2 triệu đó anh em, 1,8 triệu, 1,9 triệu, 2 triệu gì đó nha. Đó. Còn cặp này thì giá rất là rẻ luôn cho anh em mình sưu tầm ha, đó. Giá cặp này 1,2 triệu nha anh em, giá 1,2 triệu đó. Nói chung là so về cái chất âm á ha, chất âm mà so với cái tầm giá này thì rất là rẻ cho anh em mình sưu tầm. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha, đó. Hình thức lo thì em quay như trên video. Đó, tại vì về nó không có hiệu á, cho nên là em sẽ test cho anh em mình nghe nha. Đó. Em test cho anh em mình nghe, anh em mình coi nghe hay thì anh em mình mua ha. Đó. Rồi, thì anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Rồi thì clip các em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong một clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.